chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy ngày 25 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số. Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm và làm việc với Quảng Nam. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao sinh kế cho các hộ dân khó khăn của hai xã biên giới Đắc Tô và La Dê. Phóng sự phát triển không gian đô thị Quảng Nam được xác định là đô thị xanh, tạo sức hút đầu tư và phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề của giai đoạn 2021-2025. Việc hoàn thành các mục tiêu quan trọng sẽ tạo lập nền tảng mang tính quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược, không chỉ giai đoạn 2021-2025, mà còn cho cả giai đoạn đến năm 2030. Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số bền vững, thực chất, đồng bộ, thì dữ liệu số là yếu tố quyết định. Do vậy, chủ đề của năm 2023, năm quốc gia về dữ liệu số, là tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới, từ đó đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong phát triển đất nước. Báo cáo tại hội nghị ghi nhận, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, giúp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công theo hướng, lấy người sử dụng làm trung tâm, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp dựa trên dữ liệu số, nâng cao năng suất lao động của đội ngũ công chức viên chức người lao động của cơ quan nhà nước dựa trên nền tảng số dữ liệu số, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tăng năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong công tác chuyển đổi số, như việc chuyển đổi số tại Việt Nam còn chậm, chưa đáp ứng được kỳ vọng của xã hội. Một số cơ sở dữ liệu quốc gia cốt yếu chưa được hoàn thành, một số cơ sở dữ liệu quốc gia đã được hình thành nhưng chưa được kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả. Việc triển khai các nền tảng số trong chuyển đổi số là cách tiếp cận mới, khác với việc triển khai các hệ thống thông tin trước đây, nên nhiều bộ ngành địa phương còn lúng túng trong triển khai. Bên cạnh đó, đội ngũ công chức viên chức chuyên trách công nghệ thông tin vẫn còn thiếu. Nhân chuyến công tác tại Việt Nam, sáng ngày 25 tháng 2, đồng chí Khăm Bay Đâm Lát, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phát biểu chào mừng đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường khẳng định, chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam Lào trong năm 2022. Qua đó khẳng định mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước tiếp tục phát triển và ngày càng gắn bó chặt chẽ, đi vào chiều sâu. Thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam, đồng chí Phan Việt Cường cho biết, tỉnh Quảng Nam được tái lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1997. Trong những năm đầu tái lập, Quảng Nam là một trong những tỉnh nghèo nhất của cả nước. Đến nay, sau hơn 25 năm nỗ lực phấn đấu, Quảng Nam đã đạt được những kết quả rất quan trọng trên nhiều lĩnh vực, từng bước xác lập được vị thế, vai trò trong một vị thế trọng điểm miền Trung. Với những dấu ấn nổi bật, đó là sự bứt phá về thu ngân sách từ số thu 120 tỷ đồng năm 1996 đến năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đã lên đến 33.338 tỷ đồng. Thì một địa phương phải nhận trợ cấp hơn 70% ngân sách trung ương. Đến năm 2017, Quảng Nam đã tự cân đối được ngân sách và có đóng góp về trung ương. Quảng Nam còn là điểm sáng về tốc độ tăng trưởng GDP với 11,2%, là một trong số ít tỉnh thành phố có tốc độ tăng trưởng hai con số. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 3,8 triệu đồng một người một tháng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm xuống còn 6,6%. Tỷ lệ hộ cận nghèo chỉ còn 1,97%.
Tại buổi làm việc, các đại biểu cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế, xây dựng chính sách pháp luật. Nhân chuyến công tác tại Quảng Nam, sáng nay, đồng chí Khăm Bay Đâm Lắc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến thăm khu kháng chiến Hạ Lào tại huyện Phú Ninh. Cùng đi với đoàn có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Vào năm 1948, Chính phủ kháng chiến Lào đề nghị Việt Nam giúp Lào xây dựng phát triển phong trào kháng chiến chống Pháp trên chiến trường Hạ Lào. Qua hội đàm với phái đoàn bạn, chính phủ ta tại Nam Trung Bộ quyết định thành lập khu kháng chiến Hạ Lào tại Quảng Nam. Và thôn Thạnh Đức, xã Tam Dân, nay là thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, được chọn làm hộ căn cứ đứng chân. Với ý nghĩa lịch sử đó, năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam được công nhận di tích khu kháng chiến Hạ Lào là di tích lịch sử cấp tỉnh. Tháng 8 năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích cấp quốc gia khu kháng chiến Hạ Lào và phòng biên chính miền Nam Trung Bộ. Đây là minh chứng cho mối quan hệ hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thưa quý vị, tiếp tục chuỗi các hoạt động của Ngày hội Biên phòng Toàn dân. Chiều ngày 24 tháng 2, tại thôn Đắc Ốc, xã La Dê, huyện Nam Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với các đơn vị trao phương tiện sinh kế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của hai xã Đắc Tôi và La Dê. Tham dự có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 6 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai xã Đắc Tôi và La Dê được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng 6 con bò giống sinh sản với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Đây là những gia đình thuộc diện hộ nghèo, đời sống kinh tế bấp bênh và thu nhập không ổn định. Theo yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, những con bò giống này sinh sản lứa đầu tiên sẽ tiếp tục trao tặng cho các hộ nghèo khác trên địa bàn, sau đó sẽ được giữ lại bò giống sinh sản và nhân đàn. Sự trợ giúp thiết thực này nhằm hỗ trợ động viên các gia đình khó khăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Dịp này, thông qua chương trình nhắn tin đồng hành cùng phụ nữ biên cương, triển khai hỗ trợ mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên giới hải đảo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng bàn giao 6 con bò giống trị giá hơn 100 triệu đồng cho 6 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã La Dê. Sáng ngày 25 tháng 2, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị công bố trao quyết định nghỉ hưu và điều động bổ nhiệm cán bộ. Đại tá Mai Kim Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Đợt này có 13 đồng chí công tác tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh được nhận quyết định nghỉ hưu và điều động bổ nhiệm cán bộ. Trong đó, 2 đồng chí được nhận quyết định nghỉ hưu, 2 đồng chí được điều động công tác tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu 5, 9 đồng chí được điều động bổ nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt trong các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Phát biểu tại buổi trao quyết định, Đại tá Mai Kim Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định đợt này, đồng thời nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đối với những nỗ lực cố gắng trong quá trình công tác của mỗi đồng chí. Mong muốn trên cương vị chức trách mới, từng đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu rèn luyện, nâng cao trình độ năng lực, đặc biệt trau dồi kiến thức về công tác quân sự địa phương, làm cơ sở tích cực tham mưu cho lãnh đạo chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương hàng năm của đơn vị. Mỗi cán bộ không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh, đoàn kết thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Thưa quý vị, chiều ngày 24 tháng 2, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai thực hiện dự án mô hình điểm Hội Nông dân phân loại thu gom rác thải sinh hoạt ở nông thôn tại huyện Phú Ninh. Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Hiện nay, cùng với việc đời sống vùng nông thôn ngày càng được nâng cao, thì lượng rác thải sinh hoạt do người dân thải ra môi trường là rất lớn. Và chính khâu thu gom xử lý rác thải lâu nay chưa được chú trọng đúng mức, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn. Do đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai mô hình điểm Hội Nông dân phân loại thu gom rác thải sinh hoạt ở nông thôn tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, với kinh phí thực hiện 1,5 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, phân loại rác vô cơ và rác hữu cơ.
sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý rác thải sinh hoạt, thu gom vận chuyển rác vô cơ và các loại rác thải khác về điểm tập trung để đưa đi xử lý. Qua đó phát huy vai trò của nông dân tham gia bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp và xây dựng nông thôn mới. Từ đó tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia thu gom xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trong cả nước. Được biết, năm 2023, dự án được triển khai tại 3 tỉnh gồm Quảng Nam, Sơn La và Đắk Lắk với tổng kinh phí thực hiện 4,5 tỷ đồng, trong đó mỗi địa phương đối ứng 500 triệu đồng. Tại huyện Nông Thôn Mới Phú Ninh, có 11 trên 11 xã thị trấn được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt phương án thu gom rác thải khu vực nông thôn, với 51 trên 51 thôn tham gia, tỷ lệ các hộ tham gia tại các xã đồng bằng đạt trên 90%. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Quảng Nam liên tiếp đạt mức tăng trưởng GDP cao hơn bình quân cả nước. Từ kết quả này, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh phát triển khá. Trên cơ sở định hướng chiến lược quy hoạch phát triển của tỉnh, không gian đô thị Quảng Nam được xác định là đô thị xanh, tạo sức hút đầu tư và phát triển gắn với chiến lược tăng trưởng bền vững. Theo quy hoạch, mục tiêu của tỉnh đến năm 2030, Quảng Nam sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Đến năm 2050, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, văn minh hiện đại, mọi người dân thuộc tầng lớp trung lưu và khá giả của xã hội Việt Nam. Xác định phương án phát triển kiến trúc, không gian, lãnh thổ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật là nội dung rất quan trọng nhằm xác định rõ chức năng không gian của từng vùng, cũng như phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ cho phát triển. Liên danh tư vấn đã xây dựng định hướng hai nội dung. Trong đó, phương án phát triển không gian, lãnh thổ, vùng liên huyện, trục kinh tế động lực, vùng khó khăn, hệ thống đô thị, tổ chức lãnh thổ, nông thôn và nhà ở được các đại biểu dự hội thảo đặc biệt quan tâm. Cùng với đó, phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông, logistics, cấp điện, thông tin, truyền thông và chuyển đổi số, cấp thoát nước, thủy lợi, xử lý chất thải rắn. Trên cơ sở định hướng chiến lược quy hoạch phát triển của tỉnh, không gian đô thị Quảng Nam được xác định là tiềm năng tạo sức hút đầu tư và phát triển. Ở đây tôi nói rằng một cái hướng mà khai thác năng lượng tái tạo từ biển là một cái hướng rất mới của quốc tế. Và người ta đưa ra cách thức là xây dựng những cái nhà máy sản xuất điện từ thủy triều, từ sóng biển. Đấy là những cái yếu tố mà tôi cho rằng Việt Nam là chủ trương là đã có, đã nhiều cuộc hội thảo thảo luận. Theo phương án phát triển ngành công nghiệp được tỉnh trình tại hội thảo, Quảng Nam sẽ tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, sản phẩm cơ khí trong một số lĩnh vực máy nông nghiệp, thiết bị công nghiệp. Phát triển khu phức hợp ô tô Chu Lai Trường Hải tại khu công nghiệp Tam Hiệp, Tam Anh có quy mô ngang tầm khu vực, đặc biệt hình thành trung tâm cơ khí đa dụng và ô tô quốc gia. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực có thế mạnh của tỉnh và lan tỏa cho cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, bao gồm công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất các ngành công nghiệp như dệt may, da dày, hóa chất, nông nghiệp công nghệ cao, đáp ứng nguyên liệu đầu vào, tăng tỷ trọng nội địa trong các sản phẩm công nghiệp. Một trong những cái công nghiệp mà nó mang tính hỗ trợ và căn bản để phát triển các ngành công nghiệp khác và giảm chi phí thì đó chính là công nghiệp cơ khí. Thì nó bắt đầu từ cái việc là chúng tôi phải cố gắng làm sao để tăng tỷ lệ hóa, giảm giá thành. Thì đến hôm nay thì nó đã thành một cái ngành điện, bao gồm một cái tổ hợp cơ khí và 10 và 20 cái nhà máy. Quảng Nam phải đặt mình vào một cái vai trò vùng nó lớn hơn. Như xưa nay mình phát triển Quảng Nam là phát triển Quảng Nam thôi, trong cố là đua với các cái địa phương khác. Thế còn bây giờ là Quảng Nam phát triển với tư thế là, với tư cách ấy, là một cái vai trò vùng và có một cái chức năng quốc gia. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại quyết định số 1221 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở luật quy hoạch, Quảng Nam đã lập quy hoạch lựa chọn liên danh tư vấn phù hợp trên cơ sở phân tích các yếu tố đặc thù riêng của tỉnh theo hướng mở rộng tư duy, tầm nhìn và tận dụng cơ hội Quảng Nam vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, văn minh hiện đại vào năm 2050, trong mối liên kết hợp tác phát triển vùng và khu vực,
để có thể đón đầu xu thế dịch chuyển của dòng vốn đầu tư và chuỗi cung ứng, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, tận dụng hiệu quả những cơ hội để thúc đẩy quá trình phát triển nhanh và bền vững. Đặc điểm của Quảng Nam là một cái địa phương lớn, nằm ở vùng trọng điểm kinh tế của miền Trung và đóng góp tích cực vào cái sự phát triển của khu vực miền Trung. Bên cạnh cái sự hỗ trợ của các cái địa phương khác cũng như các cơ chế chính sách để phát triển các ngành quan trọng quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thì cái quy hoạch tỉnh Quảng Nam nó phải làm hết sức là thận trọng, nghiêm túc, có sự tham vấn ý kiến của rất nhiều chuyên gia, các doanh nghiệp lớn, để làm sao đó cái quy hoạch của tỉnh Quảng Nam không chỉ giải quyết cho phát triển tỉnh Quảng Nam mà còn giải quyết cho phát triển của khu vực miền Trung và cả nước. Hướng tới một quy hoạch tỉnh Quảng Nam mang tính đột phá, khác biệt, toàn diện và bền vững, những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng điểm, chiến lược trong từng ngành lĩnh vực, từng vùng động lực được định hướng một cách toàn diện về phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, logistics, nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển đô thị và không gian, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu, đánh giá môi trường chiến lược, sẽ được vạch ra một cách cụ thể chi tiết, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển, có lộ trình phù hợp, đồng thời phải đảm bảo khả thi, chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tầm nhìn và sự phát triển của tỉnh trong dài hạn. Chiều ngày 25 tháng 2, Trường Phổ thông Trung học Lê Quý Đôn, thành phố Tam Kỳ tổ chức khai mạc giải bơi lội thanh niên học đường tỉnh Quảng Nam năm 2023 cho học sinh cấp 3 trên địa bàn tỉnh tham gia giải, có 12 đơn vị với 90 vận động viên là học sinh của các trường. Các vận động viên tham gia thi đấu hút các nội dung bơi tự do, bơi ếch 50m và 100m, bơi ngửa 50m, tiếp sức 4x50m tự do nam nữ, tiếp sức 4x50m tự do nam nữ phối hợp. Giải bơi tạo sân chơi môi trường để học sinh tham gia tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và nâng cao sức khỏe, tạo điều kiện cho các vận động viên, học sinh, cán bộ, nhà giáo có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác an toàn phòng chống đuối nước trẻ em học sinh. Hoạt động còn giúp lan tỏa phong trào tập luyện môn bơi trong các trường phổ thông, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện, hoàn thiện nhân cách của tuổi trẻ học đường, giúp học sinh khỏe mạnh về thể lực, trong sáng về phẩm chất, phát triển trí tuệ. Để xây dựng phong trào bơi lội rộng khắp toàn tỉnh, cũng như tạo sự lan tỏa, thu hút sự chung tay của xã hội đồng hành cùng ngành giáo dục trong công tác triển khai phong trào học bơi an toàn và các giải pháp can thiệp phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Thưa quý vị, mặc dù đạt được nhiều kết quả trong xóa đói giảm nghèo, nhưng huyện Núi Thành còn 1,62% gia đình là hộ nghèo. Trong số đó có không ít mảnh đời khó khăn, neo đơn, không có khả năng xóa đói giảm nghèo, đang rất cần sự chung tay của chính quyền địa phương và những nhà hảo tâm. Phóng sự của phóng viên thời sự phản ánh về những mảnh đời ở huyện Núi Thành cần được kết nối để ấm lòng trong mùa xuân mới. Theo chân cán bộ huyện Núi Thành và cán bộ địa phương, chúng tôi đến thăm gia đình bà Lê Thị Chính ở tổ 3, thôn Danh Sơn, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành. Ngoài căn nhà tình nghĩa vừa được Hội đồng Hương huyện Núi Thành tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng, thì gia đình bà Lê Thị Chính gần như không có gì đáng giá. Bà Chính tuổi cao lại bị tai biến nằm một chỗ. Con trai bà Chính bị tai nạn liệt nửa người và ảnh hưởng sọ não nên thần kinh không bình thường. Cuộc sống của mẹ con bà Chính hiện rất khó khăn. Chị em thấy là thực tế là khổ thôi, trừ chỉ là ai cũng nói vô là kêu trừ không biết làm chị An rồi, coi như khổ chứ không biết cái gì mà trăng nhỏ không có cái gì. Còn nói đến mấy thằng đây là hắn đi không tái mà, hắn đi rồi đến đó là cũng tái, được ngày nào hai ngày nãy nó chảy rồi trừ tốn. Hộ bà Đinh Thị Hà ở thôn Đông Bình, xã Tam Giang, huyện Núi Thành cũng có hoàn cảnh khó khăn rất đáng thương tâm. Bà Đinh Thị Hà đã già yếu, mắt bị mù không thấy gì. Người con trai duy nhất của bà bị bệnh tâm thần hay bỏ nhà đi lang thang. Hằng ngày người mẹ già lụi cụi một mình, nấu được gì thì mẹ con ăn nấy. Gia đình neo đơn nên bà Hà đang thờ cúng liệt sĩ là người em trai của chồng và thờ cúng mẹ chồng là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Như là hộ của mẹ Đỗ Thị Hà đây là một hộ rất khó khăn. Mẹ thì mù, con thì bị thần kinh. Cho nên là nhà cửa rất ọc ẹp. Năm nay thì cũng có cái sự chia sẻ đó. Phần lớn các cái hộ hiện nay mà họ trong cái điều kiện hết sức khó khăn này
là bệnh tật, ốm đau, neo đơn, không có nơi nương tựa và không có khả năng để xóa nghèo, thoát nghèo. Có thể nói đến khi họ không còn nữa thì họ mới xóa được nghèo. Cho nên là cần có sự đóng góp của xã hội, cần có sự thương yêu đùm bọc của bà con quê hương, hàng xóm, mạnh thường quân, các doanh nghiệp, để rồi chúng ta mới giải quyết được cái nhà ở cho nó ấm cúng cứng cấp cho bà con trong tương lai. Những năm qua, các cấp các ngành, đoàn thể địa phương ở huyện Núi Thành đã có nhiều nỗ lực trong việc xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh. Nhưng vẫn còn đó những mảnh đời cần kết nối sẻ chia của những nhà hảo tâm để họ không bị thiếu đói mỗi ngày. Mọi chia sẻ với hoàn cảnh bà Lê Thị Chính và bà Đinh Thị Hà trong phóng sự này, xin liên hệ một địa chỉ từ thiện Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, số 58 Hùng Vương, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, điện thoại 0914 530 969. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Phần cuối của chương trình là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.